Ok, trong bài hôm nay mình sẽ tiếp tục đến một cái vấn đề tiếp theo. Nó về về khảo sát và vẽ đồ thị. Cái này thì câu đầu tiên trong đề thường luôn là cái câu này rồi. Thì nó chỉ có 3 kiểu đồ thị chính thôi. Ở đây ta giới thiệu một kiểu đồ anh giới thiệu cho em cái kiểu đồ thị đầu tiên. Cái kiểu hiệu của cái kiểu cái hàm phân thức. Cái hạng bậc nhất trên bậc nhất, nó không cho các bậc khác đâu. Nó chỉ có dạng này với hai cái dạng nữa thôi. Đấy. Trong đó cái hay gặp nhất là cái dạng này với dạng bậc 3, chỉ thay phiên nhau năm nay này dạng này, năm sau dạng khác. Thì cái hàm này như sau, nó chỉ dạng thế này. Tức là nó sẽ dạng tổng quát, nó sẽ là cái hàm này y bằng ax cộng b trên cx cộng d thôi. Nhưng tuy nhiên ta lấy luôn một cái ví dụ một cái hàm như thế này cho nó dễ nhìn. Là em nhìn xong tự biết áp dụng ngay ấy mà. Hoặc là em làm thêm vài lần cho nó quen thôi. Đấy, thì cái bước đầu tiên của cái bài khảo sát này em sẽ đi tìm ra cái tập xác định. Cái tập xác định. Cái tập xác định ở đây nó ký hiệu là cái chữ D này, nó sẽ bằng này. R là tất cả này. Sau đó là cái gạch chéo là dấu trừ này. Cái ngoặc nhọn là cái giá trị nó không xác định. Tức ở đây nếu cái này tức là cái giá trị mà cho cái mẫu bằng 0, em lấy cái mẫu số cho bằng 0, em cho cái CX cộng D bằng 0 này. Tại vì không chia chia cho 0 nó sẽ bị vô nghĩa mà. Đấy, em lấy CX cộng D bằng 0 này. Thì ra X có phải sẽ bằng là trừ D trên C không? Nhưng không cần phải nhớ kiểu này, nhìn thẳng vào đây luôn thôi. X trừ 1 bằng 0 thì phải x bằng 1, nhìn luôn vậy cho nhanh. Chứ còn xem C là gì, D là gì, biết công thức này thì ra vẫn là một cái thôi mà lâu. Mà nó cũng chẳng cần thiết là như thế. Đấy, thì ra được tập xác định là thuộc R trừ đi cái giá trị 1 thì giá trị 1 sẽ gây bằng 0. Tiếp theo ta sẽ tìm đến cái sự biến thiên. Sự biến thiên. Thì đi xác định đầu tiên là xác định cái chiều biến thiên. Thực ra nói như hoành tráng thôi, thực ra nó chỉ đơn giản là em đi đạo hàm thôi. Đi đạo hàm cái hàm này. Thì đạo hàm cái này em đạo hàm từng bước một thôi. Như đây cộng 3 anh ghi cho người mới bắt đầu nhé, anh ghi từ từ u phẩy v này trừ u v phẩy. Trong bài thi em ghi luôn kết quả đạo hàm là luôn được, không cần phải viết thế này đâu, thôi đoạn nào cũng nháp mình viết luôn đây. Đấy, trên v bình là x trừ 1 bình này, nên nó sẽ bằng là không, cái này là 1 này, một này là x trừ 1 này trừ đi x cộng 3. Và đây là cũng là một nốt trừ trừ đây này, về trên đấy x trừ 1 bình nó sẽ bằng là x này trừ trừ đi x này là hết này, vậy là còn là một trừ 1 trừ đi trừ với cộng là trừ trừ 3 là trừ 4, trừ 4 trên x trừ 1 bình đấy. Em đã làm trực tiếp vậy cho nhanh, em không cần nhớ công thức tắc đâu, vì công thức tắc em nhớ mà bị sai một phát rồi là tội hơn. Em cứ viết từ từ với phải ra không? Trong máy tính có thể bỏ qua cái chỗ này, viết luôn áp số này. Đấy thì em thấy cái mẫu luôn dương này. Thì trừ 4 này âm này, âm nhân dương ra âm này, này nó còn nhỏ hơn không này. Với mọi x khác cái 1, 1 là cái giá trị không xác định lúc nãy. Đúng không? Có thể ghi thêm một câu nữa cho nó đầy đủ một tí. Là y phải không xác định. Khi x bằng 1 không xác định khi x bằng 1. Và cái bước tiếp theo ấy là cái bước tìm hình đồng biến nghịch biến ấy, với một số cái bước tính giới hạn thứ ấy. Thì theo đúng quy trình ấy, thì nó là bước đấy tiếp theo ấy. Nhưng mà để nó tiện hơn ấy, thì em nên làm cái bước sau trước, là cái bước vẽ cái bảng biến thiên trước. Thì em vẽ là nháp thôi. Anh ví dụ rồi đây nó là nháp luôn rồi. Thì sẽ lập cho em cái bảng biến thiên trước, rồi đó em từ cái bảng biến thiên em sẽ điền hết các thứ khác nó đúng luôn. Thì khi trình bày em phải trình bày cái bảng biến thiên này sau, nhưng mà em nên nháp ra trước để em viết và nó dễ. Ở đây anh cứ viết vậy, nhưng mà em hiểu là cái bước này sẽ làm sau. Anh viết luôn ở đây. Nó có bảng biến thiên nó bao gồm cột x này, ba cột, cột x này, cột y phẩy này, cột y này. Đây nên theo R là từ âm vô cùng đến dương vô cùng. Và em ghi cái giá trị không xác định vào giữa. Tùy bài có thể nó có nhiều giá trị ở giữa hơn, bài này chỉ có một thôi.
Tâm gạch sọc hai cái sọc xuống song song. Đấy là biểu tượng cái khung xác định. Nếu có thể thêm cái đóng khung cái bảng này vào nữa cho nó đẹp cũng được. Thường thì chỉ cần gạch cái kia cũng đủ rồi. Đấy, đóng khung nó vào vậy. Vẽ tay nó hơi xấu. Bây giờ thì mình sẽ xác định như thế nào? Đồng biến nghịch biến, tức là đây chỉ xác định gọi cho là xác định trong cái khoản này nó là âm hay là dương. Thì để xác định đơn giản nhất ấy, thì em chỉ cần lấy một giá trị trong cái khoản này, em thay vào cái hàm số gốc, em xem nó âm hay dương là được. Mà đây vì vì ta vừa chứng minh ở trên nó âm rồi ấy, nên là thì ra ta ghi luôn là hai dấu trừ, tại vì ta ghi luôn nó luôn âm rồi. Nhưng mà trong trường hợp không biết thì sao? Anh giả sử đây không biết được cái này, thì em chỉ cần lấy kiểu trong khoảng từ 1 đến âm vô cùng này, à thôi lấy trong khoảng này trước đi cho nó dễ, 1 đến dương vô cùng em lấy một giá trị, em lấy giá trị là nó tiện tính như tính, em bấm máy tính cái mà, nhưng đây để cho dễ nhẩm anh lấy luôn một không nhé, có phải là trong, à quên, trong cái khoản từ âm vô cùng đến 1 em lấy giá trị không nhé, vậy thay vào đây không, là 0 cộng 3 là 3 không, 3 trên 0 trừ 1 là trừ 1 không, 3 trên trừ 1 có phải là âm không, em suy ra cái này là âm. Còn trong trường hợp này nó luôn âm rồi nên thành ra em ghi luôn hai dấu trừ thôi, không cần phải thay thêm gì cả. Còn nếu trong trường hợp không biết thế nào thì em lấy một giá trị bên trong đó em thay vào, vì nó trong cái khoảng nó luôn đúng mà, là cái khoảng xác định rồi, nhưng em chỉ cần lấy một giá trị em thấy nó âm, tức là cả cái khoảng sẽ âm, nó dương cả cái khoảng này sẽ dương. Đấy, chỉ cần như vậy là dễ nhất. Và dấu âm thì em sẽ cho cái mũi tên này, vẽ cái mũi tên đi xuống ứng với giá trị âm này. Thì đấy là cái đầu tiên. Thì đây anh viết thêm cái đồng biến nghịch biến vào đã, quên mất cái này ghi được quên đồng biến nghịch biến rồi, cái bảng biến thiên thì mình chưa cần thiết lắm. Đấy, viết đã hàm số. Nghịch biến. Ở đây không có nghịch, không có đồng biến vì nó đều nghịch biến luôn rồi. Còn các trường hợp khác có trường hợp cả lên cả xuống đấy, trong trường hợp này nó chỉ có nghịch biến không thôi. Trên các khoảng nhé. Trừ vô cùng này, đến 1 này, em nhìn này, trừ vô cùng đến 1 này, rồi 1 đến dương vô cùng này. Và 1 đến dương vô cùng. Tức là chỉ bỏ đi mỗi giá trị 1 thôi, em dùng cái dấu cong này, tức là nó không tính cái giá trị 1. Cực trị. Em ghi là hàm số không có cực trị, cái hàm này không có cực trị đâu. Tại vì cái hàm bậc 3 nó còn lên xuống các thứ kiểu kiểu vậy, thì cái này nó là gọi là cực trị này. Nhưng mà vì cái hàm này nó chỉ có chiều này hoặc chiều này các thứ thôi, nó có cái dấu phân cách này nên nó không có cực trị. Không có cực trị. Tiệm cận. Đây. Cái đường tiệm cận này thực ra là ta đi tính cái giới hạn, ta sẽ tính là lim của cái y khi x tiến đến 1 trừ, tức là em tính đến 1 trừ, tính cái giá trị mà nó không xác định này này, 1 trừ tức là làm sao, 1 trừ những cái giá trị nó gần gần đến 1 ấy, tức là nó ở phía bên này, tức đây trong khoảng này nó gọi là 1 trừ này. Thì nó sẽ bằng lim của x cộng 3 trên x trừ 1 x tiến đến 1 trừ 3. Em thấy này, nó tiến gần đến 1 này, 1 trừ không? Ví dụ có cái trục số này, đây số 1 này, thì cái 1 trừ là em hiểu nôm na là bên này, nó tiến gần đến 1 ở phía bên này, và 1 cộng là cái phía bên này, bên này là 1 cộng, đây là 1 trừ. Đấy, thì em sẽ nhìn ra cái phía bên này, em thấy nó đang tiến xuống cái này này, tức là nó chúi xuống ấy, tức là em thấy cái chúi xuống này em ghi là âm vô cùng cho anh ghi và cái này bằng âm vô cùng cho anh, em hiểu luôn vậy chứ em không cần phải nhớ, em không cần biết tính giới hạn làm gì, em ghi vậy luôn cho anh, vừa nhanh lại vừa chính xác. Còn giả sử cái mũi tên nó tiến lên thế này thì nó là dương vô cùng. Đấy, hiểu hôm nay như vậy. Tương tự em phải tính một cái lim nữa, lim y của x tiến đến 1 cộng bằng lim của x tiến đến 1 cộng của x cộng 3 trên x trừ 1 sẽ bằng, thì đây em lại nhìn 1 cộng gần gần đến 1 ở bên phía bên này đúng không, em thấy đây, bên này nó đang ở phía trên, tức là em ghi là dương vô cùng cho anh, đây kết quả là dương vô cùng.
Còn nếu giả sử cái mũi tên này phi thì phải, này nó sẽ là âm vô cùng ở dưới đấy, là phía trên là dương, phía dưới là âm, em cứ nhớ như vậy, là vô cùng. Tiếp tục, và cái này được cái kết quả này thì nó sẽ suy ra được nó là hàm số cái đường thẳng ấy. Đường thẳng đây là đường thẳng x bằng 1, tức là cái đường thẳng mà bằng cái giá trị không xác định này là tiệm cận đứng nhé, tiệm cận đứng đấy. Bây giờ mình sẽ tìm một cái điểm đường tiệm cận nữa, rồi từng tiệm cận ngang, tự ứng với hàm y này. Hết giấy rồi, phải sang trang thôi, sang trang lấy lại cái bản bên trên đã, thông cảm em xé luôn cho nhanh. Đấy, bây giờ mình có cái bảng biến thiên vẫn còn rồi nhé, thì cận đứng rồi, bây giờ tìm thì cận ngang thôi. Sao giờ em sẽ tính như là lim của y khi x tiến đến cộng trừ vô cùng của cái y sẽ bằng là lim của x cộng 3 trên x trừ 1 x tiến đến cộng trừ vô cùng. Tại sao cái này tính luôn được vậy, thì cái này chỉ hiểu đơn giản như sao thế này thôi, cái hàm ở phân thức cái này ấy, thì anh cứ lấy nó chỉ bậc nhất mà, anh lấy cái hệ số cái bậc nhất ở phía trên thực chia cho cái hệ số bậc nhất dưới mẫu ấy, ra kết quả tức là đây sẽ bằng là 1/1 bằng 1, tức là cái hàm tổng quát là ax cộng b trên cx cộng d đúng không, thì em lấy là a trên c chính là kết quả của cái giới hạn này, và vậy luôn thôi. Thôi em không cần gì hiểu tính giới hạn gì cũng được, và em điền vào đây thôi, đến âm vô cùng này, âm vô cùng là đây đúng không, các bạn sẽ ghi là giá trị 1 vào đây, dương vô cùng ghi 1 đây đấy. Bây giờ em được cái bảng biến thiên, cái này nó sẽ chia là đường thẳng y bằng 1 là tiệm cận ngang, nó gọi cái đường này gọi đường tiệm cận, vì sao nó đứng là ngang thì em cứ hiểu trục số này thôi. Bây giờ cái điểm x không chứ phải, nó là hướng dọc đúng không, còn y là ngang, nó phải hướng ngang không? Đấy, chỉ đơn giản vậy thôi. Bây giờ ta đến cái bảng biến thiên, thì khi này em chỉ cần vẽ lại chính cái bảng này vào giấy thôi, vào bài kiểm tra thôi. X này, y phải y này, âm vô cùng này, 1 này, dương vô cùng này. Âm xuống xuống dương vô cùng, 1 1 này, âm vô cùng đấy, chỉ thấy đơn giản vậy thôi. Đây em đã xong cái bước về cái khảo sát rồi, bây giờ em chỉ việc là vẽ cái đồ thị thôi. Đây em sẽ hiểu cái bài này, em chỉ cần tập trung cái bảng biến thiên thôi, chứ em không cần biết cái khác. Em nhìn bảng biến thiên này em có thể viết được này, như kiểu đặc biệt là như kiểu tính lim, cái một cái hay nhầm nhất, tại vì nó kiểu cộng trừ mà, kiểu cộng trừ rất hay nhầm. Em chỉ cần nhìn cái bảng biến thiên xem cái chiều mũi tên nó đi lên đi xuống thôi là em có thể xác định được, tương tự như anh vừa nói thôi. Giờ ta vẽ thì em tìm vài cái giao điểm, em tìm cái giao điểm nó với OX OY xem nó thế nào. Ví dụ ở đây là tìm giao điểm với OX. Cắt OX đúng không? Thì ta cho y bằng 0. Em cho y bằng 0 đúng không? Em cho cái y bằng 0 tức là nó sẽ là x cộng 3 nhân x trừ 1 bằng 0. Như vậy em tìm ra đây là x bằng trừ 3 không? Em nháp thôi, em ghi luôn vào đây là trừ 3 không? Này nháp thôi nhé. Tiếp tục tìm giao điểm với OY. OY thì em cho x bằng 0. X bằng 0 vậy x cộng 3 trên x trừ 1 mà thế x bằng 0 bằng không? Thì là cả 3 trên 1 bằng 3 không? Đấy, tìm điểm 0, 3. Cái gì nhỉ?
ở đây là giống trừ 1 này, trừ 1 là trừ 3, 0 trừ 3. Thế thì em tìm được giao điểm OX, OY rồi. Bây giờ em vẽ thôi. Vẽ thì đây. Ở đây lại bị ai thó mất cái thước kẻ chúng ta thước tròn này. Thường thì đấy là tọa độ là 1 nhé, hoặc là ứng với dòng kẻ này cũng được. Dòng kẻ này thường là 0,7 đến 0,8 thì em có thể vẽ theo tỷ lệ dòng kẻ này cũng được. Còn đây thì vẽ cho dễ nhìn nên là vẽ là 1 luôn. Nhiều khi sợ vẽ to quá lại không vẽ được. Một số ấy cũng nên vẽ nháp trước hình người ta nhé, vì nhiều khi nó kiểu số liệu nó to quá nó khiến cho cái đồ thị vẽ không ổn lắm. Khi em vẽ theo cái tỷ lệ đúng bằng cái ô ly này, cái khoảng cách hai ô ly này, thì em sẽ đỡ được một cái dòng trục, tại vì nó có những cái dòng kẻ rồi, nên chỉ cần tính cái dòng kẻ còn lại thôi. Thôi tiện thì vẽ luôn, không cần phải vẽ quá dài đâu, đây tiện tay vùng bừa thôi. Thì em nhập các điểm giao trước. Đây có điểm trừ 3 không này, trừ 3 bên này không, trừ 3 không. Đây cái điểm nào đánh dấu cái dấu kiểu chữ x một phát này thì nó dễ nhìn. Tiếp theo là điểm 0 trừ 3, 0 trừ 3 phía dưới thì đốt nữa. Đây đánh dấu vậy, quan đánh điểm vội đánh dấu vậy đã. Thế là em vẽ cái đường tiếp cận, tiếp cận nãy ta được là đây là đường y1, đây là một đây không, em vẽ một đường song song ra. Đây là điểm 1 này, em vẽ song song ra, vẽ song song trục OX. Đấy. Còn cái đường tiếp cận nữa là đường cận nãy mình viết là bằng x bằng 1. X bằng 1. Đây, đây là 1. Vẽ song song ra. Song song với OI. Đấy, bước đầu là vẽ vậy đã. Không cảm nó bị nhòe tí. Bây giờ em sẽ vẽ cái đường đồ thị nó. Thì đồ thị chắc chắn đi qua hai cái điểm này rồi đúng không? Nhưng mà tuy nhiên em thấy cái điểm này là điểm giao của cái hai cái đường tiếp cận này. Thì em có thể sử dụng cách như sau. Em lấy đối xứng cái điểm này qua cái điểm giao này, em sẽ tìm cái điểm y hệt nữa cũng thuộc đồ thị. Đây. Em lấy đối xứng qua. Đây, thì em nghĩ nghiễm nhiên cái điểm này ấy, nó cũng sẽ thuộc đồ thị. Thì em sẽ biết là cái đồ thị này ấy, nó sẽ có kiểu hai đường như thế này, kiểu kiểu như vậy, đại khái như thế. Nhưng làm sao nó sẽ đối xứng qua cái đường tiệm cận, cái giao của hai đường tiệm cận OX của giao đường X với đường Y ấy. Thành một điểm này nó sẽ là cái tâm đối xứng, nó đối xứng hai cái đồ thị hai bên. Vì thế nên em cứ lấy, em đã có hai cái điểm này rồi, nhưng cần lấy đối xứng vào điểm đấy được điểm khác chắc chắn thuộc đồ thị, chắc chắn luôn nhé. Đấy. Thế tự lấy một đối xứng cái điểm này sao để thấy đối xứng làm sao, thì em chỉ đơn giản thôi, em lấy một cái điểm này ví dụ đấy, đây là mốc em đếm ô thôi, 1 2 3 4 đây 4 cm đối xứng, em đối xứng ngược lại là 4 cm sang bên này, kẻ mờ mờ tí cũng được, không không kẻ cũng được, 4 cm đấy. Dùng điểm thứ hai thì chắc chắn hai điểm này đều thuộc đồ thị rồi, giờ ta vẽ nó thì đồ thị cho cao lên một tí nhé, vẽ phải hơi thấp chỗ này cho cao lên tí, lấy đề điểm cận cho cao theo một tí đây, cho y lên đây. Bây giờ tôi ta vẽ vẽ thì cái đường này nó sẽ là một cái đường cong thôi, đường cong nó sẽ phải đi qua hai cái điểm này và hai điểm này và sẽ đối xứng qua cái tâm đối xứng này. Thì cái hai câu là ở bên em chỉ là tiệm cận ấy, suốt đời gần mà không cắt được em. Thế cái đường tiệm cận là cái đường nó sát với cái đường tiệm cận này nhưng không bao giờ nó cắt được cái đường đấy. Đấy, vẽ cái đường cong. Thông cảm là vẽ hơi xấu nha, anh không dành vẽ cái này đâu. Thế em hiểu này, nó càng sao nó càng sát gần đến này nhưng nó không được kiền cắt này nhá, nó cái đường gần gần đến nhưng nó không được cắt, gần đến nhưng lại không được cắt, tương tự ở trên này cũng vậy. Đấy, nó nhìn cái này nó chưa được cong lắm, em có thể thu nhỏ tọa độ này và trong kéo đúng cái độ dài này em chia nhỏ lại, em sẽ được cái đường cong của nó sẽ cong cong như thế này đấy, nhưng nó không được cắt, nó không được cắt, em để ý chỗ này không được cắt, nó chỉ sát thôi, suốt đời gần mà không cắt được em ấy. Tương tự cái bên này cũng phải vẽ vậy.
Cái này thì em nên dạm trước bút chì rồi sau em dạm lại thì nó dễ hơn. Đấy thì em thấy rất là gần nhưng không cắt. Tương tự xuống đấy. Để cho dễ nhìn là kéo dài ra tí nữa em thấy cái sự đấy. Ủa, kéo dài quá rồi. Tôi nhìn thấy gần như là cắt nhưng không cắt ấy. Đây chỉ tính đến chỗ này thôi nhé, chỗ dưới không tính. Đấy. Em thấy nó sẽ đối xứng qua nhau hai bên, em có thể kéo dài nữa em thấy nó vẫn đối xứng nhau qua hai bên. Giờ lấy một điểm bên này nó sẽ đối xứng với một điểm bên kia. Bây giờ em đặt điểm vào thì có thể em đặt điểm trước cái bước vẽ cũng được cho nó đỡ bị nhầm, nhiều em sẽ bị lẫn hai đường song song không biết đường nào của OX. Thì đây đây chính là cái tâm O này, và đây là cái tâm của hai cái đường tiệm cận. Đây tiệm cận này, điểm này là âm 3 này, điểm này là âm 3 này, và đây điểm 1 này. Đấy thì như vậy là em đã vẽ xong được một cái bài đồ thị ấy. Em khảo sát xong và vẽ xong cái bài đồ thị đấy. Cái đồ thị không khảo mà vẽ hơi xấu nha, em làm hoa tay đẹp vẽ rất là cong, nó sẽ là cái đường cong, hai đường cong và nó sẽ đối xứng nhau qua một cái trục đấy, kiểu kiểu vậy. Thì lưu ý vẽ thì phải cẩn thận chút, tốt nhất em cứ đánh dấu chữ X vào một cái điểm đấy để nó dễ nhận biết. Cái đường này là đường Y vào 1 này, đường này là đường X vào 1 này. Đồ thị là hai cái này, gọi là hai đồ thị này. Đấy, sẽ đối xứng nhau, đây là cái tâm đối xứng. Nên thì cái đầu tiên sẽ học thuộc, anh nhớ cái này thôi, sau học thuộc thêm hai lớp đồ thị nữa đi thi chắc chắn kiểu gì là cái bài này, và làm đủ các bước thì em chắc chắn sẽ được một điểm rồi, được một điểm đầu tiên đạt tâm lý tốt thì em làm các bài tiếp theo. Đấy, xin chào các em.